Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tấu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì bên thầy Lương, ông chủ Vương cùng với là đại phu đã thành công chế tạo ra những viên hoàng thuốc giải để dành cho những người dân ở bên Hương Kim Sơn. Và ở bên Hương Kim Sơn thì vẫn không biết gì hết, họ vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho trận chiến cam go sắp tới với Hương Kim Giang, mà đâu có biết được rằng quân địch kẻ thù đang ở ngay chính ở bên trong hương của họ. Sau khi đã chế thuốc xong rồi thì thầy Lương đi pha trà, và trà đó là trà được làm từ nấm phục linh thiêng, và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Là mùi hương của nấm phục linh thiêng. Không sai, là đại phu quả nhiên là đã có tiến bộ rất nhiều trong y thuật, chỉ cần ngửi mùi cũng có thể phân biệt biết tên của thảo dược, chính là phục linh thiêng. Mọi người uống trà đi. Thầy Lương đáp, mỗi người một tách trà hãy còn nóng tỏa khói nghi ngút đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mùi thơm của thảo dược khiến tinh thần con người ta thật thư thái. Không chỉ vậy, nấm phục linh thiêng còn được ví như thần dược trong việc hồi phục sức khỏe. Thế nên sau khi uống xong tách trà, bao mệt mỏi trong cơ thể dường như tan biến hết. Ông chủ Vương ngạc nhiên hỏi, thầy Lương, đây là loại trà gì mà uống vào thấy tỉnh táo thế à? Thầy Lương trả lời, cũng chỉ là loại trà bình thường thôi. Thế nhưng trong trà còn có một loại nấm tên là phục linh thiêng, kết hợp với một vài loại thảo dược khác. La Đại Phu giải thích thêm, phục linh thiêng vốn dĩ đã là một thần dược trong việc bồi bổ sức khỏe. Giờ thì ông đã hiểu tại sao thầy Lương lại đi pha trà trong lúc tình hình cấp bách rồi chứ. Hiểu ra thiện ý của thầy Lương, trách mình quá nôn nóng, ông chủ Vương vội cúi đầu xin lỗi. Thầy Lương nói, uống trà xong, tôi sẽ xuống núi để quay lại Kim Sơn. Ông chủ Vương và Lan Lan phu nhân này, trong thời gian tôi đi Kim Sơn, hai người cứ ở lại An Lạc Cư, có gì là đại phu sẽ hỗ trợ và giúp đỡ. Mọi người cứ yên tâm ở lại đi. Ông chủ Vương nghe vậy thì khẽ nhìn sang vợ. Lan Lan phu nhân hiểu chồng mình muốn nói gì nên mỉm cười gật đầu. Ông chủ Vương ấp úng, Thầy Lương, lần đi Kim Sơn này cho phép tôi đi cùng thầy được không? Thầy Lương còn chưa kịp nói gì, ông chủ Vương đã vội quỳ xuống nói tiếp, tôi thật sự muốn trở lại Kim Sơn. Là con cháu của nhà họ Vương, tôi không thể chạy trốn bỏ mặc bà con dân hương như vậy được. Thầy yên tâm, tôi hứa sẽ không làm vướng bận hay ảnh hưởng đến thầy. Chỉ cần thầy cho tôi đi cùng sang bên kia sông Châu Giang, tôi khấu đầu cầu xin thầy. Đỡ ông chủ Vương dậy, thầy Lương nhìn hai vợ chồng ông chủ Vương rồi thở hắt ra. Chuyện này rất nguy hiểm. Kim Sơn Bạch Tộc bây giờ không còn là Hương Kim Sơn ngày trước. Người dân trong hương cũng đang căm thù ông đến tận xương tủy. Nếu nhìn thấy ông, chắc chắn họ sẽ không tha cho ông đâu. Quay lại đó tôi e... Tôi không sợ, tôi thật lòng muốn trở về Kim Sơn, xin thầy. Ông chủ Vương quả quyết, Lan Lan phu nhân nói giúp cho chồng. Thầy Lương, có thể lão gia nhà tôi là người sống đơn giản, đôi lúc không được sâu sắc cho lắm. Thế nhưng tình cảm với bà con trong hương Kim Sơn là thật lòng, mong thầy chấp thuận. Trước sự cầu khẩn của cả hai vợ chồng ông chủ Vương, thầy Lương không còn cách nào khác. Tôi hiểu rồi. Dù sao thì trên đường đi tôi cũng muốn có người bầu bạn. Có điều nhất định ông chủ Vương phải nghe lời tôi đấy. Dạ, chắc chắn rồi thưa thầy. Ông chủ Vương mừng rỡ đáp. Trước khi đi, thầy Lương ngồi xuống đặt tay nải lên bàn rồi mở ra kiểm tra lại những món đồ bên trong tay nải. Ngoài những đồ vật bên trong chiếc rương chôn dưới gốc cây ngân hạnh, như tấm bản đồ bằng da thuộc vẽ địa hình Kim Sơn, con dao gỗ màu đen được làm từ khí tử mộc, thì trước khi rời Kim Sơn, thầy Lương còn kịp đem theo tấm bài vị mở ra cánh cửa bí mật đi đến Bát Quái Địa Đạo và bức truyền thần vẽ khúc quân sư phụ. Bức tranh này là... La Đại Phu hỏi, thầy Lương đáp. Là khúc quân sư phụ, còn đây là bài vị của người. Những thứ này được thờ cúng bên dưới tầng hầm của nhà họ Vương. Đặt bức vẽ truyền thần lên bàn, thầy Lương tỉ mỉ vuốt lại từng góc cho phẳng. La Đại Phu cũng nhìn vào bức vẽ. Mọi người,
còn chưa kịp nói hết câu thì ông chủ vương tá hỏa giật mình hốt hoảng. Thôi chết rồi. Vừa rót thêm trà vào tách rồi đưa về phía trước tính mời thầy Lương và La Đại Phu. Thế nhưng chẳng biết hậu đậu lỡ tay thế nào mà ông chủ vương làm rơi tách trà, khiến trà trong tách chảy ướt hết cả mặt bàn. Nước trà thấm vào bức vẽ truyền thần dung mạo Khúc Quân sư phụ. Vẻ mặt thất thần, ông chủ vương cuống cuồng lấy tay gạt nước. Tuy nhiên, hành động đó lại càng làm bức vẽ ướt thêm. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thầy Lương, làm sao bây giờ? Ngay đến cả thầy Lương cũng phải đứng hình, sững sờ khi thấy nước trà làm ướt bức vẽ chân dung của Khúc Quân sư phụ. La Đại Phu lên tiếng trách ông chủ vương. Ông làm gì vậy? Ướt hết cả rồi. Lan Lan phu nhân vội lấy khăn tay đưa cho thầy Lương, run run giọng nói. Mong thầy thứ lỗi, thầy dùng khăn này lau đỡ đi ạ. Ai cũng nghĩ thầy Lương sẽ tức giận, nhưng không. Sau ít giây hoang mang, bỗng thầy Lương mỉm cười nhìn vợ chồng ông chủ vương, đáp. Không cần bối rối thế đâu. Dù sao thì đây cũng là đồ vật ở trong nhà họ Vương. Tuy có hơi tiếc nhưng không sao cả. Cho tôi mượn khăn tay của Lan Lan phu nhân một chút. Thầy Lương với tay lấy chiếc khăn. Đột nhiên La Đại Phu lắp bắp, mắt nhìn xuống bức vẽ truyền thần, miệng nói ú ớ. Sao thế này? Thầy Lương, nhìn mà xem kìa, bức tranh có gì đó lạ lắm. Thầy Lương vội nhìn xuống. Cả vợ chồng ông chủ vương cũng nhìn chằm chằm vào bức vẽ đã bị nước trà làm ướt gần hết. Quả nhiên, bức truyền thần đang xảy ra một sự lạ. Mực vẽ trên giấy đột nhiên loang lổ hết cả ra. Thế nhưng mực chỉ loang ở trong mặt giấy. Kỳ lạ hơn, đó chính là những nét mực đó đang tự động dịch chuyển, giống như có người đang dùng bút để họa một thứ gì đó. Cả bốn người lặng im, nín thở chờ đợi, nhìn từng nét mực di chuyển cho tới khi bức truyền thần của Khúc Quân sư phụ trước đó đã hóa thành một tấm bản đồ, vẽ bằng mực tàu. Là bản đồ của bát quái địa đạo. Thầy Lương khẽ nói, La Đại Phu ngạc nhiên. Bát quái địa đạo là thứ gì vậy thưa thầy? Mà sao đột nhiên bức tranh vẽ chân dung Khúc Quân sư phụ lại biến thành tấm bản đồ thế này? Thầy Lương vuốt chòm râu bạc, gật gù giải thích. Điều này thì phải hỏi Khúc Quân sư phụ. Sư phụ tôi đúng là chưa bao giờ thôi làm người khác phải bất ngờ. Ngẫm lại thấy rất hợp lý. Bài vị của sư phụ là chìa khóa mở ra con đường dẫn tới bát quái địa đạo. Thì bên dưới tầng hầm dĩ nhiên phải có một tấm bản đồ chi tiết cho 7 cửa còn lại của địa đạo. Và bức vẽ chân dung sư phụ chính là tấm bản đồ đó. Có điều phải dựa vào một chút nhân duyên mới phát hiện được huyền cơ bên trong bức họa. Chưa hẳn vừa rồi là do ông chủ vương lỡ tay đâu. Mọi chuyện xảy ra trên đời, quả nhiên đều có nguyên do của nó. Ông chủ vương vừa mới đây còn mang bộ mặt yểu xìu, lo lắng vì vô tình làm đổ nước trà vào bức họa. Nay nghe thầy Lương nói vậy bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Ông chủ vương ấp úng đáp. Nói như vậy là tôi không mắc tội gì phải không thầy? Thầy Lương cười. Đúng vậy, không những không mắc tội mà ông còn lập được công lớn. Rất lớn trước khi chúng ta xuống núi, vượt sông sang bên kia Kim Sơn Bạch Tộc. Ông chủ vương thắc mắc. Là sao? Thầy nói rõ hơn một chút được không? Thầy Lương gật đầu, chỉ tay vào tấm bản đồ, đáp. Bát quái địa đạo là một tổ hợp những đường hầm được tạo ra dựa trên 8 quẻ trong bát quái. Như vợ chồng ông chủ vương đã biết, khi chúng ta đi từ nhà họ vương đến điểm trung tâm của địa đạo, ngoại trừ đường hầm liên kết với nhà họ vương thì hãy còn 7 cửa khác bên dưới địa đạo. Mỗi cửa tương ứng với một quẻ dẫn tới từng vị trí địa linh, long mạch của Kim Sơn Bạch Tộc. Nếu như ở nhà họ vương có cây ngân hạnh mang linh khí của trời đất, thì 7 cửa còn lại cũng sẽ tương ứng với 7 vị trí đắc địa, có sự xuất hiện của bảo vật, hoặc chí ít cũng là nơi xuất hiện long mạch. Tấm bản đồ này ghi rõ 8 cửa, quẻ dẫn tới 8 vị trí như vậy. Điều này là cực kỳ quan trọng cho chúng ta, vì biết mỗi cửa của địa đạo sẽ dẫn tới đâu. Tôi có thể chắc chắn, một trong số 7 cửa còn lại sẽ dẫn tới Bạch Phủ. Ông chủ vương há hốc mồm kinh ngạc. Thật
Vậy sao? Thầy Lương tiếp. Đúng vậy, cũng như nhà họ Vương, chắc chắn nhà họ Bạch cũng nằm trên địa linh long mạch, thậm chí là còn có kỳ bảo. Như ông chủ Vương nói, Bạch Tiên Phong là hậu duệ chính thống của người khởi nguyên ra Kim Sơn. Không lý nào nhà họ Bạch lại không sở hữu một thứ gì đó, như bảo vật hay địa linh long mạch được. Thậm chí còn là kỳ bảo, hoặc là nơi long mạch mang linh khí vô cùng mạnh mẽ là đằng khác. Chỉ có điều... Nói tới đây, thầy Lương bỗng dừng lại, khiến vợ chồng ông chủ Vương tỏ ra hoang mang, lo lắng. Lan Lan phu nhân hỏi: Có điều sao hả thầy? Im lặng ít giây, thầy Lương trả lời: Trên bầu trời Hương Kim Sơn mấy ngày trước xuất hiện hung tinh, mang điềm báo, sẽ có rất nhiều người phải vong mạng. Như vậy xem ra vận số của nhà họ Bạch dường như sắp tận rồi. Lời thầy Lương vừa nói ra làm ai nấy đều thoáng buồn. Gom mọi thứ để lại vào trong tay nải, đưa tay bấm đồn, thầy Lương nói: Tới lúc phải đi rồi. Vương Khải, nếu bây giờ ông thay đổi quyết định, ở lại vẫn còn kịp. Bằng không thì chúng ta cùng xuống núi. Ông chủ Vương đáp: Tôi đi cùng thầy. La Đại Phu và Lan Lan phu nhân cũng đi theo tiễn chân thầy Lương cùng ông chủ Vương. Cũng trong thời điểm đó, dân Hương Kim Giang không ngủ, do đã được thầy Lương cảnh báo về một cuộc tấn công tới từ Kim Sơn Bạch tộc. Thế nên người người, nhà nhà trong Hương đều đề cao cảnh giác, luôn trong tư thế phòng bị. A Luân dẫn đầu các thanh niên trai tráng trong Hương, phân công nhau việc canh tuần dọc bên bờ sông Châu Giang. Lâm Tiên Sinh cùng những người khác, theo lời dặn của thầy Lương, gấp rút chuẩn bị lương thực, nước uống chuyển về phía chân núi Bạch Hạc. Ông ơi, sao người bên Kim Sơn lại muốn đánh chúng ta hả ông? Cô bé Tiểu Nguyệt giờ này vẫn còn thức để phụ giúp ông nội mình là Lão Trịnh thu gom chút đồ đạc, quần áo. Lão Trịnh xoa đầu cháu gái, mỉm cười trả lời: Đó là do họ bị kẻ xấu xúi dục cháu ạ. Đừng lo, ông sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cũng cười đáp: Dạ vâng, Tiểu Nguyệt cũng sẽ bảo vệ cho ông. Lão Trịnh thương cô cháu gái bé bỏng, khẽ dừng tay, Lão Trịnh ôm con bé vào lòng. Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Mặc dù đã được nghe thầy Lương lý giải về nguyên nhân dẫn đến thù hận giữa Kim Giang và Kim Sơn, thế nhưng là một người năm nay đã ngoài 70 tuổi, số tuổi sống đủ lâu để thấu hiểu thâm thù mà Kim Sơn dành cho Kim Giang, không thể nào dễ dàng bỏ qua chỉ bằng vài lời nói. Lão Trịnh biết, một khi người Kim Sơn vượt được sông sang bên này, đó sẽ thực sự là một thảm họa. Những đứa trẻ như Tiểu Nguyệt hãy còn quá nhỏ. Bên bờ sông Châu Giang, Lâm Tiên Sinh cũng thức trắng đến tìm A Luân và A Thiện. Lâm Trưởng Hương vẫn chưa ngủ sao? A Luân hỏi, Lâm Tiên Sinh đáp: Gần như cả Hương Kim Giang vẫn còn thức. A Thiện đâu rồi? A Luân trả lời: Cậu ta đang kiểm tra lại chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi vẫn đang chờ thầy Lương, không biết thầy ấy có đến kịp trước khi trời sáng không? Lâm Tiên Sinh mỉm cười nói: Chắc chắn thầy ấy sẽ đến. Xưởng đóng tàu bên kia Hương Kim Giang, sau khi ăn uống no say, tất cả những người có mặt trong xưởng đều đã lăn ra ngủ không còn biết trời trăng gì nữa. Bóng tối bao trùm tất cả. Bất chợt có một giọng nói vang lên khiến Tử Đằng giật mình tỉnh giấc. Tử Đằng, dậy đi. Mở mắt ra, bốn bề xung quanh tối om nên Tử Đằng không nhìn rõ được gì cho tới khi mắt đã quen dần với bóng tối. Anh thấy tất cả mọi người vẫn đang nằm ngủ rất say. Ai vừa gọi mình vậy? Tử Đằng tự hỏi. Sau vài giây im lặng không nghe thấy tiếng gọi nữa, đúng lúc Tử Đằng định nhắm mắt ngủ tiếp thì giọng nói đó lại vang lên. Lần này Tử Đằng đã nghe rõ hơn. Tử Đằng, lại đây nào. Là giọng nữ, còn chính là giọng của Tiểu Hương. Nhận ra giọng của vợ, Tử Đằng ngồi bật dậy. Thế nhưng giọng nói đó vang vọng trong không trung, văng vẳng bên tai lúc xa lúc gần, không xác định được phương hướng. Tử Đằng quay ngang quay dọc, bất chợt anh nhìn thấy phía xa xa bên tay trái của mình xuất hiện một luồng sáng màu trắng mờ mờ.
giống như một cánh cửa trong xưởng đóng tàu vừa được mở ra. Mắt nhìn theo hướng ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm phủ kín bốn bề, giọng nói của Tiểu Hương lại vang vọng lên thêm một lần nữa. Tử Đằng, là em đây. Tử Đằng ơi, em ở đây. Nghe đúng tiếng gọi phát ra từ hướng đó, Tử Đằng vội đứng dậy, cẩn thận di chuyển, khéo léo làm sao không chạm vào những người khác đang nằm ngủ, vì sợ đánh thức mọi người. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì Tử Đằng cũng ra được tới cánh cửa đang mở nơi xưởng đóng tàu. Bên ngoài trời đầy sương mù, Tử Đằng nhớ sau khi ăn uống xong, lúc đi ngủ cũng đã là gần nửa đêm. Trời sương mù dày đặc, tối mịt như thế này thì chắc có lẽ đang tầm 1-2 giờ đêm. Không khí bên ngoài lạnh đến gai người. Do xưởng đóng tàu nằm gần sông Châu Giang nên cảm giác càng buốt hơn. Vừa suýt xoa, hai tay chụm lại, Tử Đằng khẽ gọi. Tiểu Hương, là em phải không? Tiểu Hương ơi! Chỉ dám gọi khe khẽ, không dám lớn tiếng vì sợ lỡ có ai nghe thấy. Quả nhiên, đúng là Tiểu Hương. Sau khi Tử Đằng cất tiếng gọi, từ phía sau gốc cây lớn trước mặt, Tiểu Hương xuất hiện. Cô mặc đúng bộ quần áo buổi trưa ngày hôm nay ở nhà, lúc hai vợ chồng chia tay nhau. Tử Đằng để người của Bạch Phủ đưa Tiểu Hương lên kiệu rước đi. Nhưng Tiểu Hương cứ đứng ở gần gốc cây, im lặng nhìn chồng. Trời thì lạnh, nhìn vợ đứng đó co ro. Tử Đằng vội chạy tới, cởi ngay chiếc áo đang mặc, khoác lên người Tiểu Hương. Tử Đằng ôm lấy vợ khẽ trách. Tại sao lại đến đây vào lúc giữa đêm giữa hôm thế này? Tiểu Hương, anh lo cho em quá. Ở Bạch Phủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Đằng, mau trốn đi. Đừng ở lại Hương Kim Sơn này nữa. Tiểu Hương nói thì thào vào tai Tử Đằng. Hơi lạnh phả ra từ miệng Tiểu Hương khiến Tử Đằng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không chỉ vậy, sau khi ôm Tiểu Hương, lúc này Tử Đằng mới cảm nhận được không chỉ hơi thở mà ngay cả cơ thể của Tiểu Hương cũng ngày một lạnh băng. Luồng khí lạnh tỏa ra từ người Tiểu Hương khiến Tử Đằng phải run rẩy. Tiểu Hương, có phải em ốm hay bị cảm lạnh rồi không? Sao người em lại lạnh vậy? Thế nhưng từ nãy đến giờ, Tử Đằng không biết rằng Tiểu Hương chỉ đứng im một chỗ, tay chân không hề cử động, cứ như một khối băng buốt giá. Một lần nữa, Tiểu Hương nhắc lại câu nói khi nãy. Tử Đằng, mau trốn đi, đừng ở lại Hương Kim Sơn này nữa. Tử Đằng tròn mắt nhìn Tiểu Hương. Đúng lúc đó, trên bầu trời, ánh trăng sáng khẽ soi xuống mặt đất, nơi hai vợ chồng Tử Đằng đang đứng bởi mây đen đã dần tan. Dưới ánh trăng, lúc này Tử Đằng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ. Thoáng giật mình khi thấy nước da của Tiểu Hương trắng nhợt nhạt. Đôi mắt vô hồn không có lấy một chút sinh khí. Hai bàn tay lạnh toát. Nhưng đó vẫn còn chưa phải là thứ khiến Tử Đằng thất kinh bạt vía. Đến lúc này, Tử Đằng mới nhận ra tại sao vừa rồi khi ôm Tiểu Hương, anh thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ mãi không ra đó là thứ gì. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Tử Đằng bàng hoàng vội buông tay vợ, lùi lại vài bước, chỉ tay về phía bụng của Tiểu Hương. Tử Đằng run run giọng hỏi. Cái thai của em đâu rồi? Con của chúng ta đâu? Có tiếng gì đó như tiếng nước đang rơi xuống mặt đất. Đôi mắt vô hồn của Tiểu Hương khẽ nhìn xuống bên dưới chân mình. Tử Đằng cũng nhìn theo vợ. Đó không phải là nước, thứ đang rơi xuống dưới đất chính là máu. Máu từ bụng của Tiểu Hương cứ thế chảy thành dòng, rồi tuôn ra mỗi lúc một nhiều, tạo thành những âm thanh tóc tách. Tiểu Hương, em bị sao thế này? Tiểu Hương ơi! Tiếng chuông từ đâu vang lên trong không trung. Vào đúng thời khắc tiếng chuông xuất hiện, hình bóng của Tiểu Hương trước mặt Tử Đằng cứ thế mờ dần đi. Trong giây phút cuối cùng, Tử Đằng cố gắng đưa tay choàng tới ôm lấy vợ, nhưng không còn kịp nữa. Hình ảnh Tiểu Hương với cơ thể nhúm đầy máu tươi, khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt lạnh như băng tuyết, vô hồn nhìn Tử Đằng, khẽ mấp máy nhắc lại chỉ một câu duy nhất. Tử Đằng, mau trốn đi. Thêm một hồi chuông nữa vang lên trong khoảng không u tối, mù mịt. Trên bầu trời, mặt trăng tiếp tục bị mây đen che khuất. Trước mặt Tử Đằng, Tiểu Hương đã biến mất. Chỗ mà Tiểu Hương đứng khi nãy chỉ còn lại một vũng máu tươi.
Tiểu Hương ơi, em đâu rồi? Tử Đằng cứ thế chạy về phía trước, vừa chạy vừa cất tiếng gọi tên vợ trong bóng đêm cô tịch. Mọi thứ xung quanh im ắng đến đáng sợ, không một tiếng động. Bao quanh Tử Đằng chỉ là một màu đen vô tận. Càng chạy, Tử Đằng càng không biết mình đang ở đâu, nhưng anh vẫn cố gọi. Tiểu Hương ơi! Nước mắt cứ thế chảy xuống ướt hai bên gò má. Tử Đằng vẫn cứ chạy cho đến khi anh bị kéo lại bởi một thứ gì đó từ phía sau, kèm theo giọng nói quen thuộc. Tử Đằng, Tử Đằng! Là giọng của Vi Sơn. Đúng vậy, chính là giọng nói của Vi Sơn. Tử Đằng khẽ quay lại nhìn, mở mắt ra. Có thứ ánh sáng dịu dịu đang chiếu thẳng vào mặt Tử Đằng. Dậy, dậy đi, nhìn tôi đây này, Tử Đằng, Tử Đằng! Một tay cầm ngọn đèn cầy, lửa chỉ le lói. Tay còn lại Vi Sơn vỗ nhẹ vào mặt Tử Đằng, khẽ gọi. Thấy Tử Đằng đã mở mắt, Vi Sơn thở phào. Sao rồi? Tỉnh chưa? Có nhận ra tôi không? Dưới ánh lửa đèn cầy, Tử Đằng nước mắt lưng tròng, nheo mắt nhìn Vi Sơn, ấp úng. Tử Đằng đáp. Vi Sơn huynh, tôi đang ở đâu đây? Vi Sơn nhìn xung quanh một lượt, thấy những người khác vẫn đang ngủ. Thổi tắt đèn cầy, Vi Sơn hỏi. Vẫn chưa tỉnh à? Nào, ngồi dậy được không? Uống ngụm nước đi cho tỉnh táo. Lấy cái bình tông đựng nước đưa cho Tử Đằng, đợi Tử Đằng tu một ngụm xong, Vi Sơn mới nói tiếp. Cậu mơ thấy gì mà vừa khóc vừa gọi tên vợ mãi vậy? Tay chân còn khô khắn đập cả vào mặt tôi. Cũng may là nằm cạnh tôi, chứ người khác chắc nó đánh cậu rồi. Tử Đằng đưa hai bàn tay lên trước mặt nhìn, tiếp đó lại quay sang nhìn hai bên cạnh. Nhìn cả Vi Sơn như người mất hồn, Tử Đằng ngơ ngác. Mơ ư? Nói vậy là tôi vẫn đang ở trong xưởng đóng tàu. Vi Sơn phì cười. Thế cậu nghĩ cậu đang ở nhà chắc? Có phải lúc tối uống chút rượu nên nằm mơ ác mộng phải không? Hay là nhớ vợ quá nên thế? Tử Đằng hỏi. Vi Sơn huynh, bây giờ là mấy giờ? Vi Sơn chép miệng rồi với tay, lực gối lên để lấy cái đồng hồ cầm tay, đưa sát vào mắt nhìn, Vi Sơn trả lời. 1:30 đêm rồi, mà tự nhiên hỏi giờ để làm gì vậy? Nuốt nước bọt, Tử Đằng đáp. Tôi phải rời khỏi đây để đến Bạch Phủ. Chắc chắn Tiểu Hương đã xảy ra chuyện rồi. Vi Sơn trừng mắt đưa tay làm dấu im lặng. Cậu nói điên khùng gì vậy? Chẳng phải tối nay Cao Viên cùng tỳ nữ ở Bạch Phủ xác nhận là vợ cậu được chăm sóc tận tình con gì? Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, Tử Đằng thì thào. Tôi không biết nữa. Nhưng mà khi nãy, trong giấc mơ, tôi thấy vợ mình tìm đến đây. Có điều nhìn cô ấy lạ lắm, không giống người bình thường một chút nào. Này, đang nửa đêm, cậu đừng dọa tôi sợ. Nằm mơ thôi mà, với nữa không giống người thì giống gì? Vi Sơn nói, Tử Đằng rơi nước mắt. Cô ấy giống như hồn ma vậy. Hồn ma là sao? Đừng có nói gỡ mồm thế chứ. Vi Sơn lắp bắp. Tử Đằng vẫn một mực quả quyết. Không phải là tôi lo lắng hay nói gỡ đâu. Thực sự ngày hôm nay những chuyện xảy đến với tôi nó lạ lắm. Tôi phải đi tìm Tiểu Hương, phải nhìn thấy cô ấy tôi mới yên tâm được. Suy nghĩ cho Tử Đằng, thế nên Vi Sơn vẫn cố phân tích cho Tử Đằng hiểu rõ hơn về hành động sắp tới đây của anh ta sẽ đem lại hậu quả gì. Kéo tay Tử Đằng, Vi Sơn nói khẽ. Khoan đã, cậu mà đi bây giờ, nếu bị phát hiện thì sẽ giống như bỏ trốn đấy. Không chừng còn bị ghép vào tội làm phản. Trong lúc tình hình đang rối ren như thế này, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Chẳng lẽ cậu không tin vào người của Bạch Phủ ư? Còn nữa, cứ cho là cậu đến được đó, vậy cậu định trình bày ra sao để người ta cho cậu gặp vợ? Đừng nói tới chuyện cậu gặp vợ, giữa đêm khuya khoắt thế này mà cậu bén mảng đến nhà họ Bạch. Chưa biết chừng lính của Bạch Phủ đã chém cậu rồi. Gương lão sản vẫn còn đó, cậu quên rồi sao? Tử Đằng ấp úng. Chuyện này tôi chưa nghĩ đến, nhưng mà tôi chỉ muốn gặp vợ mình thôi mà. Tôi không nghĩ Bạch Phủ lại vô tình như thế đâu. Vi Sơn lắc đầu.
Trước kia thì có thể là không, nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. Nhã Tịnh phu nhân bị đầu độc suýt mất mạng, nhà họ Vương chỉ sau một đêm đã biến thành tội đồ của cả Hương Kim Sơn. Đối với Bạch Phủ mà nói, tất cả những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại đến họ đều phải bị loại trừ. Chính vì thế, cuộc chiến giữa Kim Sơn và Kim Giang hai ngày tới đây không cách nào tránh khỏi. Nếu muốn đi, hãy đợi trời sáng. Khi đó tôi sẽ cùng cậu đến gặp Lão Mã, xin ông ta cử người đi cùng cậu tới Bạch Phủ. Như vậy an toàn hơn. Tôi quý cậu nên mới tham gia. Tử Đằng nhớ lại câu nói mà Tiểu Hương nhắc đi nhắc lại trong giấc mơ. Tử Đằng, mau trốn đi, đừng ở lại Kim Sơn này nữa. Toàn thân bất chợt rùng mình, nổi da gà, nhìn Vi Sơn khẽ nuốt nước bọt, Tử Đằng đáp. Không, tôi không thể đợi đến sáng được. Tôi muốn gặp Tiểu Hương ngay bây giờ. Tôi đi đây. Dứt lời, Tử Đằng đứng dậy tính tiến về phía cửa ra vào. Không ngăn cản được Tử Đằng, Vi Sơn thở hắt ra. Đợi chút, đi hướng đó không được đâu. Bên ngoài cửa luôn có người ngồi canh gác. Theo tôi, nhẹ chân thôi, lối này. Vi Sơn dẫn Tử Đằng đi men theo bờ tường, đến khu vực năm chiếc thuyền lớn chờ ngày hạ thủy. Ở đây có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài. Tối nay trong lúc làm việc, Vi Sơn đã phát hiện ra cánh cửa này. Chắc có lẽ trước đây công nhân sử dụng để chuyển đồ cho tiện. Sau khi đóng xong thuyền thì không dùng đến nữa. Vi Sơn nói. Đi đi, tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi. Sau này có làm sao thì cậu tự chịu. Có chết cũng đừng trách tôi không khuyên ngăn. Nhớ không được khai tôi chỉ đường cho cậu đi nha. Tử Đằng cúi đầu cảm ơn Vi Sơn. Trước khi đi, Tử Đằng ngập ngừng. Vi Sơn huynh, hay là huynh đi cùng với tôi? Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác nơi đây không an toàn một chút nào cả. Vi Sơn xua tay. Cậu chết thì chết một mình đi, đừng lôi kéo thêm tôi làm gì. Bạch trưởng Hương phát vàng cho chúng ta, còn cho chúng ta ăn uống no say. Hơn nữa, chiến đấu với đám người Kim Giang là trách nhiệm của mỗi người dân Kim Sơn. Chẳng phải mới lúc sáng cậu là người nói những lời này với tôi sao? Được rồi, nhưng lúc đêm vắng, bọn họ say rượu ngủ không biết gì, cậu tranh thủ đi đi. Nếu may mắn gặp được vợ thì phải quay lại đây ngay đi. Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây. Tử Đằng cảm tạ Vi Sơn, sau đó nhanh chóng trốn khỏi xưởng đóng tàu. Vi Sơn rón rén quay trở lại chỗ nằm. Thật may khi tất cả vẫn còn đang say ngủ. Cũng phải nói, tối hôm nay, Cao Viên đưa đến không biết bao nhiêu là cao lương, mỹ vị, kèm với đó là rất nhiều rượu ngon. Tất cả mọi người trong xưởng đóng tàu ăn uống say sưa, xong thì lăn ra ngủ, không còn biết gì nữa. Bản thân Vi Sơn nếu không bị Tử Đằng vung tay đập trúng vào mặt, thì họa chăng xảy ra động đất mới tỉnh. Thở dài thường thượt, nằm xuống, Vi Sơn lẩm bẩm. Không biết là mình đang giúp nó hay vô tình làm hại nó nữa. Nhưng xem ra với thái độ lo lắng đến chảy cả nước mắt ấy không thể là giả được. Cổ nhân có câu, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Nói mới nhớ, ngày còn nhỏ, bố mình lên rừng đốn củi, không may bị trượt chân ngã xuống vách núi. Tay chỉ kịp bám vào cái rễ cây mọc chì ra. Ở nhà, mẹ mình đang làm đồng, bỗng bỏ việc chạy về nhà, một mực nói bố xảy ra chuyện. Nếu không có mẹ kịp thời lên rừng tìm thì bố đã rơi xuống vực rồi. Sau này mình hỏi sao mẹ biết thì mẹ chỉ trả lời là linh tính, linh cảm thấy vậy. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Tử Đằng, phải quay lại đấy. Trước đó chừng nửa canh giờ, Hương Kim Giang bên bờ sông Châu Giang, A Thiện, A Luân và Lâm Tiên Sinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi đã giữa giờ Sửu mà vẫn chưa thấy Thầy Lương xuất hiện. Chỉ còn hơn 2 canh giờ nữa là trời sẽ tờ mờ sáng. Đến lúc ấy, muốn vượt sông sang bên kia Hương Kim Sơn chỉ e không còn thuận lợi. Liệu Thầy Lương có xảy ra chuyện gì không? A Luân hỏi, A Thiện đáp. Chắc không đâu. Trước giờ Thầy Lương đã nói là sẽ làm được. Đợi thêm chút nữa đi. Đến giờ dần vẫn kịp mà. Nhưng A Luân này, lúc nãy cậu nói sẽ xin Thầy Lương cho đi cùng sang bên Hương Kim Sơn là thật à? A Luân gật đầu. Tôi chưa biết đùa bao giờ. Tôi cũng đã xin ý kiến của Lâm Trưởng Hương rồi. Giờ chỉ đợi Thầy Lương đến để hỏi ý nữa thôi. Sao thế? Bộ cậu không muốn tôi đi cùng sao? A Thiện vội nói. Không, không. Tôi không có ý đó. Chỉ là có hơi bất ngờ.
Lâm tiên sinh khẽ cười, giải thích cho A Thiện hiểu. A Thiện, ban đầu tôi cũng như cậu, rất bất ngờ khi A Luân xin phép tôi để đi cùng thầy Lương. Tôi cũng lo khi sang bên đó, với bản tính căm thù dân Kim Sơn, A Luân sẽ gây rắc rối. Thế nhưng những gì A Luân trình bày lại rất hợp lý. Chuyến đi Kim Sơn lần này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Cậu ấy muốn đi cùng để bảo vệ thầy Lương, bảo vệ cả cậu nữa. Dù sao A Luân cũng là người mạnh nhất Kim Giang Bạch tộc. Có A Luân đi theo, tôi cũng như dân Kim Giang sẽ phần nào yên tâm hơn. A Thiện ấp úng. Nhưng mà lỡ sang đó anh ta lại nổi máu điên. À không, ý tôi là lại nổi nóng thì sao? A Luân điềm tĩnh trả lời. Về điều này cậu không phải lo. Tôi đã lập lời thề với trưởng hương sẽ không gây náo loạn và nghe theo lời của thầy Lương. Ngoài ra, qua chuyện vừa rồi với vợ chồng Vương Khải, tôi cũng hiểu ra nhiều vấn đề. Thầy Lương nói đúng, Kim Giang hay Kim Sơn cũng đều có chung nguồn gốc Bạch tộc. Chúng ta không thể tự tàn sát lẫn nhau để mãi đời sau phải ôm hận. Gần 20 năm qua, cả Kim Giang và Kim Sơn đã bị bọn khốn tới từ cổ thành thao túng, khiến hai hương trở mặt thành thù. Là một người con của Kim Giang Bạch tộc, A Luân này nhất định không tha cho chúng. Cho dù chúng có là yêu ma, quỷ quái gì đi chăng nữa, nhất định ta sẽ chặt đầu chúng, đem nhúng xuống dòng nước của sông Châu Giang để rửa hận. A Thiện nghe A Luân nói mà sởn cả da gà. Đúng lúc đó, phía trước mặt bọn họ một khoảng không xa, có tiếng bước chân người đang đi đến trên bãi cỏ bên bờ sông Châu Giang. Ánh đuốc mỗi lúc một sáng gần hơn, cho tới khi A Thiện, A Luân và Lâm tiên sinh nhận ra người đang đi tới chính là người mà họ đang chờ đợi. A Thiện mừng rỡ. Thầy Lương đến rồi. Nhìn Lâm tiên sinh, A Thiện và A Luân, thầy Lương khẽ cúi đầu nói. Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi. Thuyền đã chuẩn bị xong rồi chứ? A Thiện trả lời. Dạ, đã xong hết rồi thưa thầy. Chỉ còn đợi thầy nói đi lúc nào là đi thôi. Lâm tiên sinh nắm lấy tay thầy Lương, ánh mắt có phần lo lắng. Thầy Lương à, chuyến đi Kim Sơn này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng như dân hương Kim Giang rất lo cho thầy. Suýt chút nữa thầy đã mất mạng một lần. Nếu đám người xấu đó biết thầy còn sống, chắc chắn chúng sẽ tìm cách giết thầy thêm một lần nữa. Hay là không đi có được không? Bao năm qua Kim Giang chúng ta vẫn đứng vững trước những mối nguy hại. Bên cạnh đó vẫn còn có đạo ngư, thủy thần sông Châu Giang bảo hộ. Bọn chúng có muốn tấn công Kim Giang, e cũng không phải chuyện dễ dàng. Thầy Lương đáp. Tôi hiểu tấm lòng mà Lâm tiên sinh cũng như mọi người trong hương Kim Giang dành cho tôi. Đúng là lần đi Kim Sơn này không giống như trước. Cũng bởi rất nhiều bí mật được giấu kín trong Kim Sơn bao năm qua đã bị tôi tìm ra và phanh phui. Thế nhưng, càng hiểu rõ thì tôi lại càng nhận thấy trách nhiệm của mình chính là xóa bỏ đi sự thù hận giữa người dân hai bên bờ sông Châu Giang. Không chỉ vậy, việc ngăn chặn Cơ Vân có cơ hội tiếp cận với bảo vật thượng cổ Thiên Cơ Bàn là nhiệm vụ của tôi. Một nhiệm vụ do chính Khúc Quân sư phụ giao phó. Nếu cứ ngồi im chờ đợi thì không chỉ Kim Giang, mà trước mắt rất nhiều người dân Kim Sơn sẽ phải chết. Lâm tiên sinh, mặc dù nguy hiểm nhưng Lương tôi cũng đã có chuẩn bị. Tôi sẽ không sao đâu. Không để mất thêm thời gian nữa, tôi sẽ cùng ông chủ Vương lên thuyền sang bên kia hương Kim Sơn. Phu nhân của ông chủ Vương, cảm phiền Lâm tiên sinh cùng bà con trong hương chăm sóc vậy. Nắm chặt bàn tay của thầy Lương, nghe những lời tâm huyết từ thầy Lương, Lâm tiên sinh cảm động vô cùng. Quay lại nhìn A Luân, Lâm tiên sinh nói. Biết hơi đường đột, nhưng đây cũng là tâm ý của A Luân. Cậu ấy muốn được đi cùng thầy sang bên Kim Sơn. Không biết có được không à? A Luân bước lên phía trước, cúi mình trước thầy Lương. A Luân cầu khẩn. Thầy Lương, A Luân xin được đi cùng thầy. Tôi hứa sẽ nghe theo sự chỉ đạo của thầy và sẽ bảo vệ thầy bằng cả tính mạng của mình. Thầy Lương nói. Chuyến đi này rất nguy hiểm, cậu biết chứ? A Luân trả lời. Tôi biết, thưa thầy. Chính vì vậy tôi mới mong thầy cho phép tôi được đi cùng. Tôi cũng đã lập lời thề của người Bạch với Lâm trưởng hương rằng sẽ nhất mực nghe theo mệnh lệnh của thầy. Thầy Lương, A Luân quỳ ở đây, mong thầy chấp thuận. Vừa định khuỵu gối quỳ xuống thì A Luân được thầy Lương đỡ lại. Mỉm cười, thầy Lương gật đầu đáp. Vậy chúng ta cùng đi.
có người mạnh mẽ nhất Kim Giang Bạch tộc đi cùng, lương tôi quả thực không mong đợi gì hơn. Cảm ơn A Luân, cảm ơn Lâm tiên sinh. Nào, Vương Khải, A Luân, A Thiện, chúng ta lên thuyền. Bốn người đàn ông bước lên chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trên bờ sông, Lâm tiên sinh cùng người dân Hương Kim Giang lặng lẽ vẫy tay tạm biệt họ. Sau khi ổn định vị trí, A Thiện cùng A Luân chống xào đẩy thuyền ra xa bờ. Thuyền đang trôi đi thì thầy Lương khẽ đưa bàn tay xuống mặt nước sông Châu Giang, miệng lẩm nhẩm đọc bài thơ khẩu quyết. Đạo ngư an thủy, ma quỷ tránh xa, giúp sức cho ta bảo vệ dân làng. Châu Giang độ kiếp, đắc đạo chuyển sinh, chấn động càn khôn, vũ môn khai mở, nở cánh hoa tiên, thăng thiên hóa rồng. Trong số bốn người thì có ông chủ Vương và A Thiện, do đã trải qua chuyện này nên dường như sẵn sàng tâm lý. Khi thầy Lương đọc xong bài thơ, chỉ có A Luân thắc mắc. Ủa, sao mọi người không chèo thuyền mà lại ngồi im vậy? A Thiện, sao lại dừng? A Thiện nói khẽ với A Luân. Đợi một chút đi, rồi anh sẽ biết. A Thiện vừa dứt lời thì bỗng trời nổi gió. Mặt nước lay động, sương mù không hiểu từ đâu xuất hiện che mờ tất cả. A Luân hai tay giữ chặt cây sào, nghiêm mặt quay đầu nhìn tứ phía, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. A Thiện nói. Đấy, tới rồi. A Luân hỏi. Cái gì tới? Chuyện này là sao? Sao mọi người lại bình thản vậy? Nhìn mà xem, sương mù phủ trắng xóa rồi, biết hướng nào mà chèo thuyền bây giờ? Đừng vội lo lắng, tôi nghĩ anh nên ngồi xuống vì thuyền sắp di chuyển rồi đấy. A Thiện nhắc A Luân, nhưng còn chưa kịp ngồi thì đúng như lời A Thiện, thuyền không có ai chèo vẫn tự động di chuyển về phía trước. A Luân loạng choạng ngồi xuống, chiếc thuyền rẽ nước tiến vào trong màn sương mù trắng xóa trong sự ngỡ ngàng của A Luân. Chuyện gì vậy? Thầy Lương bấy giờ mới giải thích. A Luân, không cần hoang mang. Màn sương mù này là do đạo ngư tạo ra. Mục đích là để thuyền vượt sông sang bên Kim Sơn được thuận lợi, an toàn, không bị phát hiện. Còn việc tại sao thuyền không có ai chèo mà vẫn tự rẽ nước di chuyển, đó cũng là do đạo ngư muốn đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến. Tạm thời trước mắt hãy cứ để đạo ngư lo liệu. Tranh thủ thời gian này nên nghỉ ngơi một chút. A Luân vân dạ gật đầu, đoạn chỉ tay vào A Thiện. A Luân hỏi. Nếu thủy thần đạo ngư giúp chúng ta vượt sông thì còn cần gì đến A Thiện? Sao không để cậu ta ở lại Kim Giang thưa thầy? A Thiện nghe thấy thế có chút khó chịu. A Thiện đáp. Này, dù cậu có là người mạnh nhất Kim Giang thì cũng không nên coi thường người khác thế chứ. Ít ra tôi cũng được thầy Lương chấp nhận cho đi cùng đầu tiên, chứ không phải khách vãng lai, gần giờ khởi hành mới xin nhé. A Luân nhếch mép cười. Ngoài việc chèo thuyền ra thì cậu còn biết làm gì chứ? Sang bên đó chỉ sợ làm vướng tay vướng chân người khác. Ít nhất Vương Khải, ông ta còn thông thuộc đường đi lối lại trong Hương Kim Sơn. Cậu có gì? Anh đúng là đồ đáng ghét mà. Tôi A Thiện bực tức, cố gắng cự cãi nhưng thực sự không cãi được. Lời A Luân nói không sai. Vốn dĩ từ đầu thầy Lương không muốn để A Thiện đi cùng, vì việc di chuyển trên sông đã có đạo ngư. Thế nhưng trước khi thầy Lương lên núi Bạch Hạc, trong lúc thầy Lương nhờ A Thiện chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền để đêm nay vượt sông, thì A Thiện đã khẩn khoản cầu xin thầy Lương cho mình đi cùng. Mặc dù thầy Lương nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, phải đến cái mức A Thiện nói nếu mình không được đi, A Thiện sẽ tìm cách khác để sang Kim Sơn, rồi A Thiện kể công khi mình đã giúp thầy Lương trở về. Cuối cùng thầy Lương đành phải đồng ý. Lý do mà A Thiện muốn đi đó là vì Tiểu Mai, cô gái người Hương Kim Sơn, cũng là ý trung nhân của A Thiện. Biết tình hình Kim Sơn hiện nay đang rối loạn, A Thiện lo lắng người mình yêu gặp phải chuyện gì bất trắc. Cũng bởi bộ câu đưa thư cho hai người đã không trở lại từ lần cuối A Thiện gửi thư cho Tiểu Mai. Thầy Lương luôn mềm lòng trước những người nặng tình, nặng nghĩa. Biết mối tình giữa A Thiện và Tiểu Mai vốn bị ngăn sông, cấm chợ, bị mọi người phản đối. Thế nhưng hai người họ vẫn vượt qua tất cả, cố gắng để đến với nhau. Nay Kim Sơn gặp nạn, chắc chắn A Thiện không thể không lo lắng cho người mình yêu. Bên cạnh đó, tình yêu giữa A Thiện và Tiểu Mai giống như một điểm sáng.
như một bông hoa nở rộ, tươi thắm trên mảnh đất phân chia bởi sự thù hận, căm phẫn. Biết đâu, tình cảm của họ sẽ là thứ gắn kết, hóa giải khúc mắc giữa Kim Giang và Kim Sơn bấy lâu nay. Nhìn hai thanh niên cự cãi, ông chủ Vương không dám can thiệp vì nỗi sợ A Luân vẫn còn đó, sau sự việc trưa ngày hôm nay. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc, cất tiếng cười rồi lên tiếng. Nào nào, đúng là thanh niên sung sức. Nghe ta nói đây, mỗi người chúng ta trong cuộc đời mình sẽ gặp rất nhiều người khác nhau. Có người chỉ lướt qua, có người lại gắn bó với ta cả cuộc đời. Gặp nhau đã là duyên, nhưng được đi cùng nhau thì đôi khi còn là cả duyên lẫn nợ. Do đó, được đồng hành với mọi người trong chuyến đi tiếp theo của cuộc đời mình, đối với Lương tôi mà nói, là nhân duyên đáng trân trọng, là một sự may mắn. Thế cho nên, ai cũng rất quan trọng. Không phải tự nhiên ông trời sắp đặt cho bốn người chúng ta ngồi chung trên chiếc thuyền này. Tất cả đều do thiên ý hữu duyên mà thành. Sau lời nói của thầy Lương, A Thiện, A Luân lập tức ngừng tranh cãi. Cả hai cúi mặt rồi nhìn nhau ngượng ngùng. A Luân đưa tay ra nói. Huynh đệ, cùng nhau cố gắng nha. A Thiện bắt tay A Luân, gật đầu mạnh mẽ. Chắc chắn rồi. Ông chủ Vương nhìn thầy Lương mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu thầm nghĩ. Bậc tiên nhân chỉ trong lời nói mà như khiến người khác phải giác ngộ. Thật đáng khâm phục, đáng khâm phục. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và trong tập ngày hôm nay thì Tử Đằng cũng đã được vợ của mình báo mộng. Mà Tử Đằng cũng phải rất là tin tưởng vào tình yêu cũng như là cái sự gọi là tâm linh tương thông của hai vợ chồng. Thành thử ra mặc dù là đã được người ở bên nhà họ Bạch khẳng định một điều là vợ của Tử Đằng không sao hết. Mà mình cũng biết là ông Cao Viên ổng nói xạo thôi chứ. Bà vợ bà đã chết từ đời nào rồi. Nhưng mà bằng trực giác cũng như là giấc mơ mà Tử Đằng nằm mơ thấy vợ nó rất là chân thực và rất là đau thương. Thành ra Tử Đằng một mực quyết định đi tìm vợ của mình. Nhưng mà liệu có khi nào Tử Đằng và nhóm người của thầy Lương có thể gặp được nhau không các bạn? Chứ nếu mà không gặp được á, thì Bóc chỉ thấy là Tử Đằng đang đi vào con đường chết thôi. Người vợ á, là bị giết chết rồi thì bọn họ sẽ sử dụng Tử Đằng giống như là một cái món ăn để mà bồi bổ tẩm bổ cho mấy cái con quỷ thôi. Vi Sơn thì là một cái nhân vật rất là nhạy bén. Tất cả những cái suy đoán, suy nghĩ đều rất là thấu đáo. Khi mà Vi Sơn không biết gì hết trơn, nhưng mà khuyên Tử Đằng là bây giờ phân tích cho Tử Đằng hiểu là ví dụ mà đi thì cũng khó lòng mà gặp mặt được vợ của mình. Trong khi nếu mà đi bỏ đi như vậy, mọi người sẽ nghĩ là bỏ trốn. Rồi sau đó phân tích thêm, ví dụ mà đi tới nhà họ Bạch, gặp người nhà họ Bạch thì anh sẽ nói như thế nào để được gặp vợ của mình. Thì Bắp cảm nhận nếu như mà Vi Sơn có thể gọi là đầu quân cho bên thiện, bên tốt á, thì rất có thể là sẽ là một cái sự giúp đỡ. Bởi vì suy nghĩ cũng rất là nhạy bén, rất là thông minh. Chỉ có điều bây giờ là đang ở sai chiến tuyến thôi, là do hiểu lầm bên Hương Kim Giang. Hiểu lầm là cái trận dịch bệnh năm xưa là do Hương Kim Giang bày đồ ra và người thân của mình phải chết. Thành ra là thù hận và muốn trả thù. Chứ nếu như mà được giúp sức cho bên tốt thì chắc chắn là A Thiện sẽ là một cái người trợ giúp rất là đắc lực. Ban đầu Bắp tưởng đâu là có một mình thầy Lương đi thôi. Nhưng mà hôm nay mới biết là có tới bốn người lận. Thầy Lương, ông chủ Vương, A Luân và cả A Thiện cùng đi với thầy Lương nữa. Trời ơi, lại là bốn thầy trò đường tăng các bạn ơi. Nói đùa thôi nhưng mà có nhiều người đi chung với thầy Lương cũng đỡ lo hẳn. Ban đầu Bắp tưởng đâu là ông Vương sẽ không có được đi. Bởi vì ổng đang bị thương mà. Ổng vừa mới bị cắm phập cái lưỡi liềm vào bên trong vai, vẫn còn bị thương. Mặc dù là cũng được chữa nhưng mà đâu có lành đâu. Tuy nhiên ổng cũng nén cơn đau lại. Và bởi vì người dân Hương Kim Sơn bỏ mặc luôn và biết chắc chắn một điều mà mình qua bên kia, người dân phát hiện ra mình là xiên liền luôn á, không có hỏi gì hết là sẽ xiên liền luôn. Nhưng mà bởi vì ổng rất là thương dân, thành ra là ổng muốn giúp sức cho người dân Hương Kim Sơn, cũng như là đường đi lối lại ở bên trong Hương Kim Sơn thì ổng cũng rành rất là nhiều. Mà trong cái đoạn ổng tái máy tay chân
làm đổ trà lên trên tấm hình của Khúc Quân sư phụ á. Khúc đó bắp tưởng tượng cái mặt của ổng á, khi mà nước nó đổ xuống dưới cái tấm hình á, cái mặt của ổng bắt đầu tái mét xanh lè á, sượng á các bạn. Sợ thôi chết rồi, sư phụ Khúc Quân để lại cho thầy Lương có đúng một tấm hình thôi, một cái tấm hình chân dung không ơi, một cái tấm hình để thờ thôi, mà mình cũng làm ướt nữa, xanh mặt liền. Cái hồi nữa thầy Lương phát hiện ra huyền cơ ẩn ở bên trong cái tấm hình đó là nhờ đổ cái nước, thành ra mới phát hiện ra bản đồ của bát quái trận đồ, bát quái địa đạo. Khi đó thì một cái sự nhẹ nhõm ập đến đối với lại ông chủ vương á các bạn, thấy dễ thương mà thấy mắc cười. Thầy Lương cũng nói, không phải do ông chủ vương lỡ tay đâu, nhiều khi là do một cái thiên ý nào đó, có thể là Khúc Quân sư phụ ngồi kế bên hất cái tay của ông chủ vương để cho ông chủ vương đổ trà ra, để thầy Lương có thể phát hiện ra ẩn ý và huyền cơ ở bên trong bức tranh đó. Thầy Lương cũng đâu có dám quan sát, cũng không có nghĩ tới là huyền cơ sẽ nằm ở trong bức tranh, cho tới một cái sự việc mà mình tưởng chừng như nó rất là vô tình luôn, nhưng thật ra là tất cả mọi sự việc nó đều sẽ có một cái sự sắp đặt, một cái sự sắp xếp. Nếu tới đúng thời điểm thì thầy Lương sẽ biết được là ở trong bức tranh đó có bản đồ của bát quái địa đạo. Giống như là tới đúng một thời điểm nào đó thì cái mà mình cần biết thì mình sẽ biết, sớm hơn cũng không được, chậm hơn thì sẽ quá trễ. Chắc chắn đúng thời điểm chuyện cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trần Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.